Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay cả nhà của Dân chuẩn bị để gói bánh đón Tết. Dân chặt lá chuối này nè, để mình phơi cho nó héo héo. Đây con chặt. Nè chú, phơi cho nắng nha. Cái lá chuối cơm này mình mới gói bánh được. Còn lá chuối này là lá chuối già cui, nhiễu nước á. Ôi cây đó hai tàu hư. Đây, thấy không? Phơi chỗ nắng kìa, phơi đó nắng kìa. Dài dài bên đó kìa. Này bự không? Chặt tí, chặt tí. Wow, có tàu này bự chặt bá lửa luôn. Tàu bự không á? Tàu bự không nè. Để quay đi nha bà cô. Nè chị. Đây. Đây nè, tàu này nè. Mình gói 5 lít nếp, 5 kg chứ. Ôi, tàu này nó đủ rồi, giờ mình đi chọc dừa chút coi. Để nó phơi đi, mình đi chọc dừa, mình vô hả lấy. Ôi, mình chọc cái dừa này. Đống vừa khô luôn à. Cao lắm cho bộ. Trái. Ba trái. Chọc hay quá ha. Được cái một cái một. Cái này 7 trái. Mạnh hơn em đó trời. Nó dài quá. Có mấy cái cây chị chia nhiều quá mất nó vô. 1 2 3. Đúng nè. Ghê chưa? Ghê chưa? Đừng ai lại gần nha. Móc vô cái kẹt này cái. À! À, ôi sao vỏ. Không sao không sao. Ăn Tết mà sao cái vỏ một lỗ luôn nha. Rồi giờ mấy chị em của Dân lột dừa. Ai lột đây tôi cạo. Tôi cạo ba cái ấy. Cạo hả? Ghế đừng lùng ngồi hồi ha. Cạo nó dễ ăn rồi ha. Dễ ăn ha. Cố không dễ gì đâu ông ơi. Má lột. Bây giờ lột mà nhầm cái gì ha. Hồi đó em lột mấy chục trái ngày nè. Đó là lột dừa mà cà gem chuối nè. Đó là em bán cà gem mà. Hả? Không. Bên bà cô bên bản đâu có đi qua lột đâu. Rồi đó bán cà gem. Rồi đó bán em mà cà gem nó béo ha. Để béo dừa không hả? Bây giờ nó đâu có để dừa nhiều đâu. Hột béo không có ngon. Ừ. Dừa mới ngon. Đúng rồi. Lột công cái dao luôn. Công cái dao mà nãy nó mới được. Để tôi lột trắng ra cho. Nè. Dùng thế mà ra cái dừa. Dừa gáo bự ha. Bự.
xong là dừa này béo nè. Dừa này béo. Khô quá cái này. Giờ tôi bén quá ha. Dạ nó dòng nhỏ đó. Nó nhỏ nó có vỏ nghe chưa. Dao đó là bén nên cho nó mỏng lắm nha. Tôi chỉ cạo thôi. Một vỏ nè. Ui, đập đập đập. Chắc má đi chừng lá hay gì quá. Chắc vậy vậy. Còn lá mình còn phơi ở ngoài sân nó chưa đem vô. Cái dừa của mình nè chị Út. Chị Út ơi đập gì nè. Ôi Út đập nó mới ra. Gọt luôn rồi kệ đi. Chốt chưa gọt dừa. Ôi gọt dừa tôi gọt vậy đó. Mình đập quết là nó văng ra. Rồi giờ kiếm chẳng làm vậy trời. Giờ nó bén ra. Nó mềm lắm. Làm nha. Nó mềm. Ngại ra chỗ nào đâu mất vậy? Nhớ hồi đó gói bánh gói dữ lắm nhiều luôn. Không phải ít như giờ đâu. Rồi 5kg nếp mình gói 6 trái dừa là đủ rồi. Tại cái dừa này gói nó bự. Giờ tới gọt. Gọt dừa xong rồi nạo. Nạo dừa, nhẹ đỏ. Nhẹ đỏ mình định ăn trái dừa. Rồi chú. Mình đập dừa nạo nha. Rồi, chính là tê này nạo. Nó đập tôi đập là mấy bên khác à. Thế đập mình đập tới thẳng này, đập tôi đập tới thẳng này, đứa đập trái thôi, tôi không đập rồi, đập với tôi nạo cho. Tôi sợ nó hư quá, bẻ bên kia thôi, bẻ bên kia thì chị cũng nạo cho ai thì đó mà nó không đẹp nạo nào quất nè đây một đứa đập hai đứa nạo quá không rồi. Rồi. Chứ tắm ta đập rồi đó anh em ơi. Nguyên liệu gói bánh dân đã chuẩn bị xong rồi. Nếp này là dân giúp hồi sáng. Mình để cho nó khô, nó gáo vậy nè. Thế mình thắng nước cốt á. Mình trộn vô thì nước cốt nó thấm vô nếp. Nếp nó sẽ béo hơn. Rồi dân nấu, dân gói là hai nhân. Nhân mỡ và nhân chuối. Nhân chuối dân có gói với đậu trắng luôn. Nhân mỡ thì thịt ba gọi với đậu xanh. Rồi bây giờ dân dắt nước cốt dừa. Thao dừa. Thao dừa luôn. Rồi gọt lá. Gọt lá xong cái mình lau nó cho nó sạch. Lá mình phơi cho nó dẻo dẻo gì nè. Mình có bánh nó không có bị bể. Hồi đó thì mình chẻ cái này ra mình làm dây để gói bánh. Bây giờ gói bằng dây bẹ không. Để dưới cậu ai gói dây này ra dây này chơi dây này gói sáng tao nghĩ gói luôn nè. Mình thấy gói cũng đẹp mà. Đẹp vậy đó. Thì dân thắng nước cốt dảo cho nó bồng con gì nè. Dân bỏ nước cốt nhất vô. Đây, nước cốt nhất của mình đây. Nó kẹo nẹo luôn nè.
mình cho muối vô. Với đường. Chút xíu nữa mình cho hành vô sau. Rồi nếu cốt của mình thắng như vậy được thì mình cho hành lá vô. Tăng thêm cái mùi thơm liền. Rồi nhắc xuống. Rồi mình chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình gói bánh. Một chén đầy đầy. Nhỏ không thấy không? Cán ra. Là không kịp gì Út với Nhung cột quá. Ngồi đây mình cầm dây đi. Dây sẵn hết trơn đó thấy không? Không dây sẵn hết trơn rồi đó. Trời ơi. Thủ à. Thủ à. Xong cho chị Út chưa à? Thì chị Út mà em gu vậy hay hả? Tưởng là trốn người đâu tiêu thế em gu luôn vậy. Út mình có tháo cọng thun này bỏ mà con cắt bỏ thì con nó cho rồi hả? Cắt ha. Nhưng mà nhiều tiền lắm nè, nó mau ha.
Hồi đó gần Tết một cái mình đi gọc lá quá trời luôn. Ai cũng rơi. Hồi đó vui hơn bây giờ. Đó thì nó nhà nằm nó cũng vui. Bẩn cũng đẹp. Nhà nào cũng nổi lửa ha, dạ, chân hả? Nổi lửa nhìn thấy vui. Giờ có nhà gói nhà không? Tết nay cái ở nhà em mùng 1, mùng 2, mùng 3 qua nhà chị Út, em qua nhà chị Út. Mùng 4 qua nhà Nhung. Mùng 4, mùng 5 qua nhà Nhung. Ở nhà em ngày thôi. Được á. Tính hay ha, tính gọn ha. Khỏi đi đâu chừng là hết ta, hết Tết rồi đó. Đi đâu giờ? Nhớ hồi đó mà Tết trời này rồi. Xuân sau rồi. Đúng rồi, nhất là nhớ đi chơi là nên đói. Hả? Chơi nên đói rồi để ăn cơm rồi lâu quá hết Tết, mau hết Tết ngày. Thì con ta nấp ở đây rồi. Giờ có thấy vui gì đó. Có Tết đi bộ không mà có được đi xe đâu. Xe đâu đi chạy. Có xe đâu chạy. Đó xuồng bơi là nhiều nhất luôn á. Bộ không. Từ đây tới bệnh viện 5-6 cây số là bộ không. Đó chị này là bộ. Đi chơi riết thì hết Tết, không dám mà bơi. Phải hết Tết á. Tự như nó. Tết rồi. Giờ lội thử đi. Bữa nào mình lội thử bữa hay. Này em chị lội. Trời trời à. Có lội ra nhà ngoại có được đi đâu. Đi đâu. Nhà ngoại ra Nguyện rồi ra Nguyện. 8 cây số à. Từ đây ra Nguyện 6 cây lên có 2 cây 8 cây số. Vậy là bà đông ngay chợ hả? Đông ngay chợ. Kinh Dịch năm. Mà nhỏ đi rồi sao có người lì xì ha, giờ già lớn không ai lì xì nữa chứ. Tết nay qua mừng tuổi chị Út mới được. Em ơi tôi với Nhung lì xì cho bà. Hả Nhung? Lì xì 2.000 hả? Dạ. Trời con giờ con có trong giấy 500 đó nha bà. Giống giấy tiền đỏ hả? Còn kìa. Có chính lấy tiền đó không? Lì xì cho. Không. Em có rồi. Tiền đó em có mấy ngàn, 10 ngàn hay 5 ngàn gì đó. Giấy 2 ngàn, giấy 200 đồng luôn. Tôi gom giấy 500. Em đã dành mà mốt không làm đồ cổ. Tôi đâu mấy miếng kìa. Bỏ tiếp tục kìa. Em xây lên gì biết gì không? Nó cho sợi dây nó chắc nè. Thấy không? Đó, nó đánh vòng vòng vòng, sợi dây nó theo vòng vòng luôn nè. Xong. Không bỏ tặng nữa. Không yên này nhung ơi. Không yên này nhung ơi. Bây giờ mình gói tới nhân chuối. Nên mình ốp chuối. Mình cho xíu xíu muối vô. Với miếng đường. Chọn chuối cho nó thấm mà. Mình gói nhân chuối với đậu trắng. Ừ.
đậu rồi, mất tăng đậu. Đậu gì đó ngon. Rồi, vậy là được đó. Rồi, mình gói tới nhân chuối. Cái chuối mình nãy giờ mình ướp nãy giờ lâu rồi nè. Chuối này gói cái đòn nó nhỏ hơn mà. Xấu dữ cả. Thua dữ rồi, bớt thấy lại vậy, vậy nhân dân vậy đây. Chị thua nó hả? Thua. Ừ, vậy nè. Rồi. Vậy vậy đó. Ngồi vậy đâu chứ. Đó. Thua nữa rồi. Còn đã ở phà. Cột cái thẳng, cột cứng mà thẳng rồi. Mới lần đầu. Sao tao biết cho tao làm thấy mau quá vậy trời. Quý phận hơn mình mới biết, mình mới học mà. Mới học luôn á. Rồi mình gói bánh xong rồi, giờ mình đem đi luộc à, được 13 đòn mỡ, 11 đòn chuối, tổng cộng 24 đòn. Rồi, đi. Đi nấu bánh đi. Lấy lá chuối đậy lên trên đó không? Đấy, lấy chị. À, cô bỏ rồi, tôi đi bưng cái thúng lá chuối lại. Mình luộc cả 8 tiếng. Đậy lên trên. Hết luôn đi. Mình đậy lá chuối, mình khỏi cần đậy nắp. Dư giả là chuối mà ha. Rồi để đi, từ từ nó chín. Vô. Vô ở đây. Xong. Vô dọn dẹp. Rồi bánh tét của mình nấu như là chín nè, nấu 8 tiếng nè. Để mai đi qua được mình nấu. Tôi bưng cái xè. Nhúng nước đó, nhúng nước này. Chị nhúng nước mới bỏ vô xè. Chín cây nữa nè. Đấy. Wow. Dính luôn mà bỏ vô cái sườn nước nè. Nước này rồi. Wow, tiện quá nè.
đó. 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 Còn có dùng ấy. Cái đó mỡ rồi, chuối ha. Ờ, chuối. Đó là sáng giờ là cái bánh ăn rồi hả? Nấu thì nó lâu hơn nữa. Cắt vòng vòng qua đây nha. Có cái ờ. Cái nó đồng. Thế là Tết mình có bánh ăn ha. Đó, Tết mình có bánh ăn rồi đó. Không có gì chứ có bánh rồi đó. Tết này nè, có bánh vui. Ờ, không có gì ăn chứ có bánh trước rồi đó. Có bánh rồi đó. Bánh rồi đó. Hết sợ đói nha. Sợ đói tôi rồi đó. Có bánh Tết ăn rồi đó. Lá ra đi khách. Quá lá. Bỏ lá lên như đậy nắp vậy đó. Tại bà bỏ lá rồi chứ bà bỏ hết trơn có đẩy miếng nắp nào ta vậy. Vớt ra đi nhung nguội đó, nhung thủng đó nha. Trước ăn nè. Được rồi, mấy cái cho nó sạch sạch thì nó rất là được rồi. Để đi. Này là như mỡ nè má. Ừ. Mình chưa ăn thử không biết trong này có ngon không đây. Đây. Nghĩa đâu rồi. Ngon quá nè má. Ngon. Đây dĩa này. Ngon quá. Gói tới 5 ký nếp mà 7 trái dừa này. Chắc béo. Tại hồi tối vớt thì tối quá, để cho nó nguội đi, không có ăn. Thử còn chuối luôn ha. Chuối này là nó nhỏ hơn cái đầu mỡ. Ngon. 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 Ngon quá. Ngon, chuối ngon. Chuối còn mùi mùi á, chuối gói ăn nó ngọt ha. Kết thúc dành chương trình, chúc cô chú anh chị